未常放棄，追趕我送。世界中嘲笑不羈，終要證實需人性。遙遙前路由我錯，不枉每日看，哪會退縮如心慌，不會有負情厚望。飛車出那一刻光輝，總算日後無憾。傾出我一生呼喝，蔽見璀璨的雲。人在哪裏，才更向往一刻精彩，比拼製作着奮鬥。安爸，安哥的。爸，安哥。呀。Thành công à, con đi làm mấy bữa rồi, cảm thấy chuồng ngựa đó thế nào? Đâu có gì, được lắm. Tốt, nhưng mà tốt như thế nào? Chuồng ngựa rất là lớn, thiết bị cũng rất là đẹp. Sếp Quỳnh thì cũng có thực đơn, tóm lại cái gì cũng được. Nhưng mà ông có bao nhiêu con ngựa? Chưa có đếm qua. Đếm không nổi bao nhiêu con, hay là đếm đi đếm lại cũng là mấy con đó. Thực tế không có bao nhiêu con ngựa? 30 mấy con. Còn nói dối hả? Như vậy tức là những gì ngày xưa hoàn toàn giả dối rồi. Đâu phải. Lúc quy hoàng nhất đã 30 mấy con rồi. Thật ra ngựa nhiều hết cũng đâu có quan trọng. Quan trọng nhất là mình cố gắng hay không thôi. Cũng là ba có lỗi với con. Nếu ba không phải già trại biết thằng Thẩm Thiên Long thì con có thể ký được cái hợp đồng chuồng ngựa lớn. Đâu cần tệ như bây giờ. Không phải đâu bà, bây giờ số Quỳnh cũng được lắm mà, dạy cho con nhiều cái nữa đó. Thế thì quý lắm. Thôi được, bà lấy chén cành mời con. Dạ được. Cố gắng lên. Dứt khoát vậy. Alo. Dạ tôi đây. Hả? Cái gì? Thiệt vậy hả? Thôi được, cảm ơn. Nè, có chuyện gì mà nóng giận dữ vậy? Rốt cuộc tôi đã dò hỏi ra, tại sao tờ cá ngựa tôi bán chạy như vậy? Tôi cũng đã nghi ngờ rồi. Thì ra đúng là như vậy. Ba, thực tế là sao chứ? Cái thằng Thẩm Thiên Lộc, nó đã ráo rỡ trong lúc mình ra báo, thu mua hết tất cả báo của mình, mà tờ sáng nay đã bị lộ ra ngoài. Con người của ông cái gì cũng dám làm. Thôi đi anh ba, người ta có tiền có thế, không chơi lại người ta đâu. Không đấu được thì càng phải đấu cho tới cùng. Bộ tưởng tờ cá ngựa của mình không có tung ra thị trường được thì không bật mí được những gì của ông ra sao? Tôi phải nghĩ ra phương pháp khác. Để coi đi. Thế nào tôi cũng nghĩ cách. Tôi đã cho ông một phút suy nghĩ rồi. Không thấy. Thật ra tôi cũng muốn đài truyền hình của ông đây có một cái chương trình là đua ngựa. Đài truyền hình của chúng tôi đã có rồi mà. Đúng vậy. Chẳng những quý đài đã có, đài khác cũng có mà. Hả? Thật ra chú làm một cái chương trình có đặc sắc mà đi sâu vô lòng người của chương trình đua ngựa, bật mí hết những gì tại đoàn ở trong đó. Người ta không dám nói, tôi nói. Như vậy mới khiến cho tất cả khán giả tìm hiểu ra chưa? Có đúng không? Ngoài ra còn có thể đề cao cái phẩm chất của đài truyền hình của ông nữa. Ông thấy, tôi làm như vậy không phải là vì danh vì lợi đâu. Thuần tí là tôi muốn làm tốt cái việc này thôi. Được. Chương trình đua ngựa tuần tới để trong thử đi. Thiệt. Được, ông thấy. Cảm ơn. Đồ ăn ngon quá. Được quá chứ. Bữa này tốt quá mà vợ chồng tôi ăn cơm vậy hả? Không, tại cô Ngọc có làm đầu bếp cho nên mời anh chị qua ăn cho biết thôi. Canh ra rồi nè. Canh nè. Ngọc à, thiệt làm phiền cô quá. Thì ra khỏi cần hai đứa bị nấu. Cô Ngọc à, cô thiệt là giỏi quá. Cô coi nè, mấy món ăn này chưa ăn là biết ngon rồi. Thiệt ngon quá. Chị à, chị đừng có khen cổ chứ. Chị mà khen cổ à, cô lại càng kêu càng nữa. Anh lại nói em nữa.
Phật anh phải ăn thịt mỡ. Wow. Ăn lẹ đi. Em mỡ mà, em ăn đi, em ăn đi. Ê, cục thịt này mỡ quá, đừng có cho cô Ngọc ăn, ai cũng đừng có ăn hết. À, này Ngọc à, ăn cái đùi gà đi, chịu không? Thưa cõi, anh ăn đi. À, vậy tôi không khách sáo nha. Nè, bố bên cạnh đi. Cô Ngọc à, cô là một đứa con gái tốt. Quân à, lần này em biết chọn lắm nha. Nếu thằng thành công á, mai mốt mà học được như em vậy, kiếm được cô bộ tốt vậy là quý rồi. Anh này thành công, lúc này làm ở chuồng ngựa phụ anh Kiệt, cảm thấy thế nào hả? Cũng được lắm. Theo ta nói thì xưa nay cũng không bằng chuồng ngựa Thẩm Thiên Long đâu. Thứ nhất, ngựa nhiều. Thứ hai, người cũng nhiều. Ráng chạy đi, để ra tao quen thằng Dũng à, rút mày qua luôn. Thành công không bao giờ ký hợp đồng chuồng ngựa Thẩm Thiên Long đâu. Nè, vô nhà người ta là khách rồi. À, ăn cơm đi, ăn đi. Anh nè, ăn cơm đi. Ha, không có cơ hội đâu. Không có đâu. Cũng được, cho nên đều là cả ba lần. Sao bà còn chưa chịu đi ngủ vậy? À không, tôi đang mê coi tivi đó mà. Mà cái gì đây? Hả? Bà thích con bạn này lắm hả? Hả? À, gì chứ? Bà đừng cho thằng con tôi biết được nha ha. Sáng mai tôi còn đi thể thao sớm nữa. Bà có gì thưởng thức tự nhiên đi. À, sao bà sớm quá vậy? À, xin chào. Chào bác. Sao sớm quá vậy? Mấy người sớm hơn. Anh này có gì hay ho không? À, thì cũng là cái con đó đó. Con đó? Dạ. Cũng được lắm chứ. Hả? Trái lại còn đằng sau là không tốt rồi. Cái con đó ngày mốt này cũng có phần tranh đua đó nha. Vậy thì ngày mốt có ti vô gì không? Wow, một bà cái con này ha, đừng bỏ số nữa nha. Wow, cái con đang chạy tới hay lắm đó. Xin lỗi nhà, tôi không phải cố ý đâu. Tôi không phải cố ý đâu. Không sao, tôi già quá, phản ứng chậm, tránh không tránh nổi nữa. Ông có sao hay không? Không. Tôi chưa từng thấy cô tới qua chỗ này à. Dạ phải, lần đầu tiên tôi tới đây coi cặp người buổi sáng. Mới lần đầu tiên hả? Phải. Vậy tôi kiếm đúng chỗ rồi đó. Nè, bộ coi người tập buổi sáng, bộ phải biết kiếm trúng chỗ sao? Dĩ nhiên rồi, có nhiều cái chỗ nào cũng đúng, có nhiều chỗ nào cũng đúng mà. Nè bác à, chắc bác biết coi chừng cẳng ngựa lắm hả? Đại khái mà tính cộng lại hết tất cả đó hả? Tôi coi chuồng đúng 49 năm rồi đó mà. Nếu không biết được đầy đủ, không biết được phần nào được chứ. Nè bác à, nếu như có gì đặc biệt, bác dạy cho cháu một chút đi. Được. Nè, cô coi con ngựa đó hả? Cô có thấy con ngựa đó không? Có gì đặc biệt cô có nhìn ra không? Không có. Không hả? Nó có ngồi kể đi. Nó chạy lên hả? Cái đuôi của nó phát qua phát lại, cũng nghĩa là cái lưng của nó bị trục trặc rồi. Nếu không phải ngày xưa bị đụng trúng, cũng là bị lãm chặt gần. Nếu người đó mà ra tranh tài hả? Có ai nhất lỏng về hạng từ thù chắc. Thì ra là vậy. Mà đúng vậy. Tôi xin phép nói anh cậu nha. Nhìn tướng táo của hả? Đâu phải là dân mì cá ngựa đâu hả? Đúng vậy. Thật ra xưa nay tôi đâu có thích chơi cá ngựa. Nhưng mà bây giờ tôi bị ép buộc tới coi tập ngựa buổi sáng để hấp thụ thêm về cá ngựa. Tại sao lại ép buộc vậy? Tôi phải giúp cho em của tôi bỏ cờ bạc. Tóm lại kể ra thì dài dòng lắm. Ê bác à, bác coi con ngựa đó kìa. Cái đuôi của nó vất qua vất lại, có phải là lưng của nó có trục trặc gì? Hả? Con ngựa đó hả? Hả? Không phải.
Đó là cái thói xấu của nó thôi. Tại sao bác biết vậy hả? Tại sao không biết chứ, ngày nào tuấn tới coi tập buổi sáng mà cũng như thăm bạn bè thôi. Bạn bè cô có tập kỳ xấu, cô nghĩ coi cô biết không? Vậy thì mỗi buổi sáng nào tôi cũng phải tới đây thăm ngựa mới được. Đúng vậy. Ông Long à, ông Meluet mới tới từ Singapore qua đây. Ông tính ở lại đây lập nghiệp, còn mở tiệc rượu chưa đã tất cả nữa. Đây là tiệm mời của ông, mình nên đi không vậy? Đi, dĩ nhiên là phải đi. Tôi cũng muốn tìm hiểu thử sự thật ông huấn luyện viên tới từ Singapore này, ông ta có tài cán gì. Ông Long, vậy thì với sức lực của mình, trong mùa này có cần thay đổi gì không? Khỏi cần, để coi kỹ trước. Dạ phải. Daddy. Con hả? Giỏi. Anh cũng ở đây hả? Dạ phải cô hai. Daddy à. Chuyện gì vậy hả? Con là giám đốc của một bộ phận quan trọng mà thư ký cũng không có, làm sao mà có mặt mũi với người ta đây? Rồi được rồi cô hai à, yên tâm đi. Daddy đã nhờ một đứa cháu vô đây làm thư ký cá nhân cho con rồi đó. Cháu của bà hả? Ừ. Vô đi. Ông Long à, cô Ngọc tới rồi. Được. Chào chú Long. À Ngọc, con tới đó hả? Nè Gia Huệ à, dạ Ngọc á, từ nay là thư ký cá nhân của con. Nè nhớ nha, con phải phụ cho Daddy và giúp đỡ nhiều cho dạ Ngọc. Cô Huệ chào cô. À, chào cô Ngọc. À nè Gia Huệ à, hãy dẫn cô Ngọc đi cho biết hoàn cảnh chỗ này của mình đi. Dạ được. Chú Long à, cháu đi nha. Được, bye bye. Hy vọng công việc ở đây làm cho con vui vẻ. Nhất định. Đi đi. Dạng Gia Bảo, hy vọng mày sẽ mau trở ra đôi lại ha. Dạng Gia Bảo, mình lại gặp nhau nữa rồi. Chào anh, thành công. Ủa thiếu vệ, tự nhiên cô tới chuồng ngựa của Quỳnh Anh Kiệt để làm cái gì vậy? Ờ, tôi đi tìm một mã phù. Ủa, con phải ký chuồng ngựa Bố Lãng để làm kỹ thuật sinh sao? Em muốn ở chung với anh thôi, bởi vì lần đầu tiên em vô trường huấn luyện này ngựa, em định làm một kiến tập sinh xuất sắc. Nhưng mà bây giờ thì em muốn làm một mã phù tốt, bởi vì em được ở bên cạnh của anh. Dặn Gia Bảo à, tao hâm mộ mày lắm. Mày lúc nào cũng thân mật với anh thành công quá, còn tao thì chẳng được. Cô đừng có nói không vậy, người ta nghe được người ta cười cô đó. Ê, có nhầm gì đâu, điều đó cũng là lời nói chân thật của tôi thôi mà. Nhưng mà mày yên chí đi, mặc dù tao ganh ghét mày, nhưng mà tao cũng vẫn lo cho mày đầy đủ. Như vậy anh đồng ý chưa? Hey, thành công à, đi đâu vậy? Người sắp sửa gì đua rồi đó, bao nhiêu người đang chờ cậu luyện nè. Sao Quỳnh à, tại sao con nào cũng cập mà có sót lại con Dạng Gia Bảo vậy? Hay, nó cũng đã 10 tuổi rồi, đua mùa này cũng phải cho nó về hưu trí, có thì giờ phải chừa cỏ lại mấy con ngựa mới được chứ. Phá nó làm gì, đừng đứng nhìn nữa, ra ngoài luyện ngựa đi. Dạng Gia Bảo đếm coi được rồi, anh đi tập ngựa đi. Ờ, cô là? Tôi là phương ngựa mới tới đây nhờ chỉ dạy nhiều. Ờ, được được, nè không có thời giờ nữa, nhanh lên đi. Nè thành công à, đi tập ngựa phải cẩn thận nha. Cảm ơn, xin mời. Cảm ơn, xin tự nhiên. Cảm ơn. Cô này sao? Hai, xin chào. À, mời tự nhiên. Càng ly, càng ly. Nè, không ngờ mấy lượt này thì không đơn giản. Chỉ có một buổi tiệc rượu thôi mà mời được những tay to mặt bự quá. Thì đúng là không đơn giản. Nếu không thì đâu có ở trong thời gian ngắn mà lấy được cái môn bài huấn luyện ngựa. Nè, cậu nghĩ coi ổng có người cho mình cưỡi không hả? Tao thì không có rồi, tao cởi ngựa của Thẩm Thiên Long mà cởi không hết đâu. Nè, nhưng mà tôi thấy ổng cũng thẳng thắn lắm hả? Nè, ổng qua kìa. Hai anh bạn trẻ, cạn ly. Chúc mừng ông. Tôi đã coi hai anh tập ngựa rất là khá lắm. Ráng lên nha, có cơ hội. Cảm ơn nhiều. Hai ông Long, cậu có biết là cậu đang làm gì hay không? Ừ? Tôi hỏi cậu nè, tại sao cậu đi nói chuyện với mẹ Louis? Có phải muốn nhảy rào hay không? Hả? Tôi chưa hề có ý định đến Mộng Long. Dĩ nhiên là không rồi, bởi vì thực tế cậu còn chưa đủ tư cách. Cậu phải nhớ cái thân thế của cậu nha. Mẹ Louis là kẻ thù của tôi. Từ nay
không có sự đồng ý của tôi, cấm cậu tiếp xúc với bất cứ huấn luyện viên hay là chú ngựa nào. Cậu có hiểu chưa? Tôi hiểu. Wow, sao người của ông bá đạo quá vậy? Ông Long nói có lý lắm. Hi. Chào cô. Dạ chào cô. Chào cô, mình giỏi chứ ha. Xin chào. Nè, lúc này cháu hay coi báo chí, ngựa của chú nói hoàn toàn trúng hết nhờ. Chú thiệt là hay á. Hay thiệt á. Đâu hay hỏi gì đâu. Dạ. Tự nhiên rượm ra chút thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Cháu còn bạn bè của cháu, xin phép hai chú nha. Được, 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 tự nhiên. Mời. Sao hả? Có sao hay không? Đau quá. Ê, qua bển ngồi trước đi. Ê giờ chết rồi, bây giờ tính sao đây? Chiếc giày bị gãy rồi nè. Vậy làm sao? Nè, giày của cô cũng xứng với đồ của tôi lắm. Nè, cởi ra đi, lẹ lên đi. Cởi ra? Sao cô chẳng biết điều gì hết trơn, cởi ra lẹ lên đi. Thôi được rồi, xong ngay. Đôi giày thiệt là kỳ. Con Ngọc, ê, sao cô lại công. Qua đây. Lát nữa rồi mới nói sao nha. Bye bye. Thưa quý vị, vì trước trên lui Mỹ lập kỳ bữa nay thành công, chúng ta cạn ly. Cheers. Ông Lộc hả? Cheers. Cheers. Anh này ông Mỹ à? Nghe nói kỳ này ông ở bên Mỹ và bên Á Nhĩ Lan đã mua được nhiều con ngựa hay lắm hả? Chắc là tốn tiền nhiều lắm phải không? Vậy thì muốn ở trong mùa đua này lấy lại tiếng tăm có phải không? Hả? Nhưng mà rất tiếc, nếu mà không được người number 2 tốt để mà nuôi ngựa, vậy thì phí cho ngựa của ông lắm. Nói đúng lắm. Cho nên kỳ này tôi phải xài số tiền nặng, mời number 2 của ông qua bên chu ngựa của tôi rồi. Bộ chưa nói cho ông biết sao hả? Cái con dẫn đầu đó là bài học cuối cùng cho anh Tạo nha. À đúng rồi, con ngựa sẽ chở kéo cũng kéo không nổi. Sáng mai khi sổ chuồng thì cậu cấm đầu mà cởi. Tôi muốn cậu dẫn đầu về tới mức. Dẫn đầu từ đầu tới cuối. Ê chà, chẳng lẽ kỹ thuật của cậu phải đấu với thầy của cậu một phen xem thử sao? Hả? Tóm lại, ngựa cậu sổ chuồng thì không con nào đuổi kịp cậu nữa. Chỉ đơn giản gì à? Ê chà, bộ cậu tưởng ăn một đội ngựa khó lắm sao? Ngày mai con ngựa của Ellen đặc biệt của nó là về hăng nhì, bỏ cho cậu nhiều vé lắm. Con của cậu lãnh gấp 20 lần như vậy. Phần của cậu thì đại khái lấy lại một phần nào thôi, kể như chúc mừng cho cậu lần đầu tiên về được hạng nhất. Anh nè, tối nay có tổ chức buổi ăn mừng, cậu tới dự nha. Dạ được ông Lộc. Thành công à? Thành công. Hay à, có tin hay. Con ngựa vàng gia bảo sắp được đua đua rồi. Ủa, hả? Sao lại tự nhiên sắp đua đua vậy? Hầu mình đăng lên con vàng gia bảo là hậu bị thứ hai mà. Nhưng mà ngày hôm qua tự nhiên có hai con ngựa rút lui, giờ đó con vàng gia bảo mới có cơ hội dự đua. Sếp à, ông này để ai làm này ông này? Đâu có tự nhiên gấp như vậy kiếm ai được. Chỉ cậu thôi, cậu nha hả? Vậy thì phải giật cho nó vài giờ. Lúc này nó bỏ nhiều giờ lắm. Giật? Không cần giật nữa đâu. Con người này cố ý để cho nó tranh đua vậy thôi. Con người này đã già rồi, không còn sức nữa đâu. Tôi định cho nó tranh giải, để cho nó không chạy được thì bớt năng đường cho nó. Rồi tới khi nó được nhẹ cần nhất mà không trở ngại gì thì mình mới làm một đội mà. Hả? Vậy thì có chỉ thị gì mới cho tôi không? Không có. Tóm lại là cậu lên trở nó bình tĩnh yên ổn một chút, trở về là được rồi. Tiếp tục đua thôi. Cậu ra chuẩn bị nha. Ra ngoài đi. Ủa, thành công. Cô đứng đây làm gì? Em mới vừa nghe được nói ngày mai anh cởi con dặn và bảo ra trình độ. Phải.
Em sẽ chăm sóc cho con Dạng và Bảo thật tốt để anh giành được hạng nhất của giải đầu tiên nha. Khổ là em sếp của mình hầu như không có tin tưởng. Anh tin tưởng thì được rồi. Em sẽ chà hai cái mông của con già Bảo thành những đốm hoa nè, thậm chí bành bính luôn. Dứt khoát phải lấy được giải thưởng phong độ. Ê, thành công ý quỳ. Có tin hay này nói cho hai người biết. Ha, tôi cũng biết rồi. Nhưng mà nhường cho cậu nói trước đi. Ngày mai sẽ là ngày dự giải đầu tiên của tôi. Tôi cũng vậy nè. Ý, vậy thì hai người chắc chắn phải đấu tới một mất một còn. Vậy chưa chắc. Vì ngày mai tôi ăn chắc. Chờ sao anh chắc chắn quá vậy? Bởi vì ông lòng nội cho ngày mai làm độ, dù khóa bị sống dịp. Nè, mấy đứa không có đại chút đỉnh đi. Chuyện gì chứ? Tôi ăn được đồ ngựa mà sao không mừng giùm tôi vậy? À, chúc mừng cậu. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết nha, tôi sẽ sớt cởi con Dạng cho Bảo đó. Ồ, vậy thì mày lấy hàng gì đi, hai đứa mình sẽ lấy nhất gì về hết. Ông Lâm bắt đầu quan trọng tao. Tối nay đi dự tiệc rồi cũng biết tôi đi luôn nữa. Nè, thôi không nói nhiều nữa, tao đi trước nha. Sao hả? Sao nói là cái gì muốn nói với tôi? À, sáng mai tôi sẽ cử con Dạng cho Bảo trên giải. Tôi biết. Cô biết? Anh quên tôi là chủ ngựa hay sao? Ông cũng liền ngựa đã nói với tôi rồi. Vậy thì cô có vô trong đường đua để coi tôi không ạ? Tôi muốn đi cũng đi không được. Ngày mai công ty có việc cần tôi giải quyết. Bây giờ có phải cậu đang làm việc cho công ty Thẩm Thiên Long không hả? Đúng vậy. Tôi là thư ký cho con gái lớn của ổng. Tại sao không thấy cô nhắc tới vậy? Anh với Quán Quân ai cũng đều bận rộn hết. Tôi đâu có dịp để nói cho hai anh biết. Con người của Thẩm Thiên Long, cô cũng nên cẩn thận nha. Thành công, tại sao lại nói ổng như vậy? Ổng là bậc chú bác của tôi, hồi nào tới giờ ổng giúp tôi nhiều lắm. Có nhiều cái không phải nhìn bề ngoài đơn giản vậy đâu. Thành công, thật ra anh muốn nói cái gì đây? Tóm lại là cô nên cẩn thận thôi. Anh à, lúc nãy Quán Quân anh về khuya lắm. Anh có biết anh bận việc gì không? Chỗ của cậu là chung quà lớn, người lại nhiều, công việc là quá bề bộn. Có thể là sau khi nghỉ việc còn phải với ông chủ người và huấn luyện viên để bằng cách tranh đua người đó mà. Tôi hy vọng anh với Quán Quân mau trở thành những người xuất sắc. Tôi sẽ ủng hộ cho hai anh. Cảm ơn. Lên. Có dạy nó ngày mai cởi cách nào chưa? Quán Quân, anh biết ngày mai cởi cách nào rồi chứ? Tôi biết, hãy cho chỗ lập phóng đã dẫn đầu. Tên là tôi coi, có đúng không? Nào lòng, ông Nguyên Chí được chứ? Quán Quân là một tay khôn lanh mà, chỉ dạy sơ qua thôi là nó biết làm cách nào rồi. Nhưng mà sự lo lắng nhất của tôi ngày mai là con Quỳnh Tước của Mễ Lùi. Nè, chú có sắp xếp xong người của họ chưa? Ông yên tâm, tôi đã lo xong rồi. Cũng như ngày xưa vậy, con thứ nhì để lại đằng sau, còn tất cả các con khác dây kính Quỳnh Tước. Sao đó xung trong phóng luôn, nó đổi không kịp. Vậy thì trong hết. Nè Vũ à, ngày mai tới độ đó, biểu em út của mày bao hết vé ở sòng cá ngoài dòng con Mễ Lui Singapore. Chị biết. Nhớ đó. Muốn qua đây lập nghiệp à? Mảnh lòng quá vàng. Qua được ải này rồi mới nói đi. Ông Long, người đẹp của tôi tới rồi nè. Ông coi thử cô nào hợp với ông. Mời tất cả qua đây ngồi chơi. Qua đã, ông Long à. Được, nè. Ngày mai có mấy đường ngựa của ông Long muốn chắc ăn, để coi thử kiếm được cô nào có thể làm cho ông hơi lên hay không. Nè, nếu như cô nào mặc quần ló màu đỏ, ngoại trừ có thể ngồi xuống đây ra, còn được thưởng 5.000 đồng nữa. Nè, các em có bận không? Dạ không. Thì được rồi, vô đi. Đợi một chút nha. Được. Chơi cái gì ác dữ vậy? Lấy hơi chút đỉnh chưa? Ông Long à, mấy con này xong rồi. Khoan đã. Sao lại nhanh dữ vậy hả? Cô có biết mấy con này có đủ điểm hay không? Ê ông chủ à, đừng có nói đùa mà. Cái gì mà nói đùa chứ? Nè, bây giờ con nào con nấy sắp hàng đứng lại gần chỗ ông Long đi, để cho ông Long đích thân kiểm tra đàng hoàng. Nếu được đủ điểm, lập tức lấy 5.000 đồng. Dù điểm có tiền mà, đi đi. Cũng được. Đi. Được.
Hễ tới kỳ đua ngựa là cái chỗ này đông khách lắm, nhưng mà người nào người nấy không ăn không uống. Thế ba tôi khỏi làm gì hết, thế nhị có khỏe chưa hả? À nè, bữa này phải thành công nha. Lần đầu tiên ra đua ngựa, cậu đua đội nào, con ngựa nào vậy hả? Đó thì cái đội gần tới kia kìa. Nói với thằng quán quân đua chung một lượt, lát nữa mình nhìn kỹ cái tivi chắc chắn có chiếu hai cậu cháu nó ra. Nè, độ này là 1400m ngắn hạn của chữ C, đường đua mới, đoạn đua ngắn. Khó đoán lắm đó nha. Nhưng mà vậy, nếu tôi là huấn luyện viên á thì tôi chắc chắn được mấy thằng nhóc bỏ ngựa đi đầu. Mặc kệ đằng sau họ muốn rượt cách nào thì rượt, đuổi kịp thì cho họ qua, đuổi không kịp thì tôi ăn chắc. Sau khi ôn lại bài cũ rồi dường như là hơi xỉn đó nha. Chứ sao nữa. Nè chị ba, kiếm bà con của chị cá độ kia lẹ đi. Chị ba, cá trễ vậy có được không? Ngựa ra chuồng rồi vẫn còn cá được mà. Nè, tới độ số 5, con số 8 30.000, con ngựa mà thằng em tôi nó cởi đó, cao lớn lắm, đại thắng tiền, ăn thua gấp 39 lần. Triệu mấy đó? 30.000 hả? Biết tính toán quá. Sao chưa? Không dám nhận hả? Không nhận tôi gọi điện thoại ạ. À. Ê, không phải, không đâu Hào à. Bà con của chị ba dữ tợn lắm, lớn cách mấy người ta có ăn chung đó mà. Nè đi gọi điện thoại đi. Đúng rồi. 30.000 đó nghe. Độ thứ năm con số 8 à? Nhớ rồi. Cao lớn nha. Nhớ chứ gì? Nè chị à, tin em đi. Thằng Quân nó nói con ngựa chắc chắn ăn mà, chị cũng đại khái cá vài chục ngàn đi. Hay à, thôi đi, chị đâu có cờ bạc. Hơn nữa con ngựa có thành công chị cũng đâu có mua. Ồ, đúng rồi đó ông xã, báo chí đăng con ngựa có thành công vừa già vừa yếu có hay lắm cũng về hạng 4. Báo chí nói hả? Bà tin chồng của bà kìa. Thôi đi coi ngựa đua đi. Nè đua ngựa này, có hai kiến cạp sinh dẫn ngựa ra đua thử. Quý vị khán giả có theo dõi hai nàng ngựa này đua như thế nào? Hả? Thôi được, chúng tôi giao lại cho họ đua ngựa về buổi truyền hình này. Độ ngựa thứ 5 này là phần ngựa thứ 3 đua 1400 thước. Ngựa được đua có 10 con, dẫn đầu là con số 6, ngựa nóng đặc biệt tức Mỹ. Tiền chia bình quân là 24 đồng 4 cắc. Ngựa nóng bỏng nhất là con số 1, tập quán tốt. Tiền được chia phải lên tới 53 đồng 4 cắc. Các con ngựa bây giờ đang chuẩn bị ra sân. Thưa quý vị khán giả, tôi đã cá gì cho cậu rồi đó nha. Chúng tôi xin vậy là chắc chắn được không hả? Cùng quý vị trong độ ngựa này. Em chịu rồi. Còn con đặc biệt tức Mỹ, con Dặn Gia Bảo cũng đã đi tới nơi và đang bước vô chuồng. Còn con ngựa vô chuồng cuối cùng là con Quỳnh Tước. Bây giờ độ ngựa này sắp sửa bắt đầu. Tất cả đã vô chuồng đầy đủ và đang chuẩn bị. Chuẩn bị. Tất cả con ngựa đã phóng ra khỏi chuồng. Thứ nhất chúng tôi thấy con Dặn Gia Bảo đã dẫn đầu. Các con ngựa khác đều lao đầu phóng về phía trước. Con ngựa đi chót là con Cào Cào Lớn, cũng không có chịu thua. Tất cả phóng lao về phía trước cho kịp. Bây giờ cự ly chỉ có phạm vi hai con ngựa phía sau. Hai con ngựa chúng tôi nhận thấy đó là con đặc biệt tức Mỹ đang đuổi kịp con Quỳnh Tước. Hai con ngựa đều song song. Các con ngựa cuối cùng là con ngựa Tình Nhân Cũ, con Tập Quán Tốt và con Kim Tiền Tiên Phong. Cả một bầy ngựa lao về phía trước. Bây giờ các con ngựa đều quẹo cái cua chữ C. Chúng tôi nhận thấy con Cào Cào Lớn với con Dặn Gia Bảo song song với nhau. Hai con ngựa này phi với tốc độ rất là nhanh. Còn con Dặn Gia Bảo hầu như đã chậm lại với con Cào Cào Lớn một chút xíu. Con Cào Lớn đã lòng qua bên tay trái phóng lên. Tất cả các con ngựa khác đều lao quá nhanh, đặc biệt là những con ngựa đằng sau. Tất cả các con ngựa đều chia nhau vượt tới lần mức cuối cùng. Để chúng tôi coi thử con nào dẫn đầu đây. Con Quỳnh Tước hình như là đã dẫn đầu về nhất. Lẽ ra dẫn đầu về nhất phải là con Cào Cào Lớn mới đúng hơn. Còn những con khác mà đua như vậy, chúng tôi xin đề cập Tập Quán Tốt của con nước Mỹ. Ông Long, khỏi nói nữa. Tụi tao biết liệu rồi. Ông Long, thiệt ngại quá. Dường như con ngựa của tôi cao hơn con ngựa của ông một chút xíu. Có một câu này hợp lỗ tai của ông lắm. Cào cào bắt dê thì xe xẻ đằng sau. Đúng là để đem ra thí dụ cho đồi ngựa này. Nhưng mà có một câu này ông đừng có quên. Đó là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để coi sao. Xin phép ông. Tự nhiên. Đội ngựa này, con nào cũng né chạy tới như vậy. Hay, tóm lại đội ngựa này thì nhiều việc để nói lắm. Ha, chúng ta phải chờ lô báo cáo về chỗ. May mắn quá đó. Bây giờ bữa nay mình về nhà thiệt mau làm gà cũng trả lễ đó. Đúng thằng khốn kiếp. Mình tưởng có thằng em làm này ngựa thì chắc chắn có tin tức xịn chứ. Ai ngờ là còn tệ hơn mình đi moi. Cái tình khốn kiếp, phen này không biết làm sao đây chứ. Ây da thôi đi Hào à, thật ra quán quân cũng được lắm rồi. Mới ra đua đó hả thì lấy được hạng nhì. Nè coi thành công kìa, lấy được hạng tư đó. Về hạng nhì thì được cái gì chứ. Tôi đã dốc hết tất cả vô nó về nhất rồi mà. Cái thằng khốn kiếp không nắm vững được thì đừng có cho bậy bạ cho mình. Để mình dốc hết 30.000 đồng kìa. Tôi không biết làm sao chạy được đây. Nè anh Hào à, đừng ở đó phàn nàn nữa mà. Bớt 20%, cậu chỉ thua có 24.000 thôi. 24.000 cũng đủ chết rồi, đâu kiếm ra 24.000 đồng đây. Nè Hào à, tiền mấy kỳ mày ăn đâu rồi? Hey, đã quăng vô máy giặt ủi giặt nó sạch sẽ đàng hoàng hết rồi.
Thôi đi. Thua mà còn bị thua tức quá. Nè bà chủ à, bà gàn quá đi. 30 ngàn lớn như vậy mà bà cũng dám nhận hả? Ây da, tôi đã có coi qua luyện ngựa buổi sáng rồi. Ông bác già có nói cho tôi biết, con ngựa này đó hả, thực tế đã luyện quá mức rồi, đâu còn gì nữa đâu. Cho nên hồi nãy tôi mới dám làm liều một phen. Nè, xem ra ông bác đó cũng tài lắm chứ. Con ngựa không có sức mà ông cũng nhìn ra được nữa. Để bữa nào mình phải đi cảm ơn ông mới được. Hay lắm. Ngựa chết mà để con cởi thịnh người sống giúp con ngựa già ăn được 10 mấy ngàn thưởng. Hết ý à. Thật ra tôi cũng còn may thôi đó Sơn Quỳnh. Mai mốt cũng sẽ đưa vài con ngựa cầu cởi nữa. Nè quán quân, chúc mừng cậu đó. Lần đầu tiên ra đua được về hàng gì, cậu hơn tôi nhiều đó. Hay, tại con ngựa của cậu ngon hơn thôi. Nếu không à, cả ăn hai cũng chưa chắc được. Nè, thay đồ thoải mái, tôi đi trước nha. Chết rồi, phe này cậu biết phải nói làm sao dông lòng này. Có gì đâu chứ, cậu chỉ thua chút đỉnh thôi mà, ổng đâu có trách cậu. Hy vọng thôi. Nè, lần này là lần đầu tiên con già nhà bảo giành được tiền thưởng đó nha. Nếu vàng ngọc nghe được á, chắc chắn vui vẻ thôi. Nhưng mà nếu để cậu cởi thì cổ càng sung sướng hơn. Ông Long, mày cởi con ngựa cách gì? Chỉ có một chút xíu mà mày cũng không ăn được. Mày hết sức nói rồi. Người ta đã nhường cho mày cả chục bao lần, mày đã nhẹ hơn ai rồi, vậy mà cũng không ăn nổi. Mày hãy đi về ốt cất ngựa cho rồi. Xin lỗi Long, lần sau tôi sẽ nhất. Còn lần sau nữa hả? Còn lần sau nữa hay sao? Lần này tiền thì đã thua rồi, mặt mày thì lại bị người ta làm bể hết. Mày còn lần sau sao? Mày còn cưỡi ngựa nữa sao? Phải là thằng chủ chứ. Chắc ông nói vậy thôi, không có gì đâu. Mày đừng làm phiền tao nữa, tao muốn yên tĩnh chút. Cậu đừng như vậy mà. Mày đừng làm phiền tao, tao không cần ai tội nghiệp đâu. Trong đội ngựa này có hai nài kiến tập sinh, mẫu ngựa về hạng gì, mẫu ngựa về hạng tư hả? Mã quán quần kỹ thuật tạm tạm, ngựa tốt, còn nếu không hạng tư cũng chưa chắc được. Mã thành công cũng là chưa được tốt lắm, đã phạm nhiều lỗi lầm. Nè, con dạng già bảo à, là con ngựa già mà sổ chuồng ra rồi à, thì cứ để cho nó phóng đi, níu kéo lại làm cái gì chứ. Lúc nào tôi cũng đồng ý, dẫn đầu là được ưu tiên, nhất là con ngựa già. Dọc đường nó đưa được thoải mái, phóng ra được cũng không có nói gì, huống gì ăn được về. Lúc đi về tới đường thẳng, chả biết làm cái gì, dây cương bị lỏng. Nếu mình chịu xíu dây cương lại à, sẽ giúp được cho con ngựa mà. Hey, mấy cái thằng trẻ cũng khó tránh lắm, nhưng mà còn nhiều cái phải học hỏi nha. Nhớ kỹ đó, qua mặt được thì lúc nào cũng có lợi lắm. Anh nè, chú ba, có tin cho là một số người có thế lực đang dò hỏi cái phối cảnh gia đình của chú. Hầu như họ không thích chú nói chuyện gì ở trên đài. Tôi không có bối cảnh. Bối cảnh của tôi, ủng hộ lớn nhất của tôi chỉ có hai chữ, là chánh nghĩa. Hả? Chỉ có chánh nghĩa mà ủng hộ tôi thôi. Muốn đối phó tôi, cứ việc tới đây đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hả? Tự nhiên. Ông Long à, tên Mã Ba này chuyển qua nói chuyện trong đài truyền hình, có rất nhiều khán giả coi ổng. Nếu cái đài ổng đã kích mình hoài như vậy, tôi nghĩ không có ổn đâu. Vậy thì chú nghĩ sao? Theo ý tôi, phải cho ông biết chút đỉnh mùi của mình. Được. Ví dụ của Mã Ba thì giao cho chú đi làm cho xong. Dạ biết ông Long. Được rồi. Bữa nay mình đã mua bao nhiêu tiền cho con Quỳnh Tước vậy?
Con ngựa về trước chia được 90 đồng. Nếu mức độ cá như vậy, ít nhất mình phải thua 30 mấy triệu. Sáng mai thanh toán luôn số tiền cho ông Mễ Louis. Còn nữa, mai mốt mình có nhận cá độ ngoài dòng, nhất định phải bù lại đủ số vé đó. Họ mà liều mạng lên thì dữ tợn lắm. Anh em Lộc, mình có cần tìm cách nào để mà đối phó tên Mễ Louis này không? Tạm thời để coi thế nào đã. Thế lực của họ còn mạnh gấp mấy lần theo dự tính của tôi. Anh em, mai mốt khi đăng ký nhất định phải dò hỏi kỹ càng. Tốt nhất là đừng có nên đấu trực diện với họ. Tôi biết làm thế nào rồi ông Lộc. Có phải buồn bã trong đại phát thành nói kỹ thuật cởi ngưỡng còn tệ hay không? Cho nên mới giận bà hả? Dạ đâu có. Ba nói rất là đúng. Con có nhiều cái cần phải cải thiện. Như vậy mới là con ngoan của Mã Bà Tàu chứ. Hả? Nói thiệt nha, lần đầu tiên tranh giải được như vậy là quá hay rồi. Con có biết lần đầu tiên bà ra tài giải thắng như thế nào không? Sao hả ba? Lúc đó huấn luyện viên của bà là người nước ngoài. Ổng cho cái chỉ thị bà phải cởi. Sau khi sổng chuồng rồi thì phải theo đằng sau con ngựa, rít theo về tới mức thì thôi. Ai ngờ đâu mà xến một cái là xến nó qua khỏi chuồng rồi. Hay chết rồi. Lúc đó tay chân của bà bủn rủn, không biết giải quyết một cách nào. Không cần biết, cứ giữ liều mạng thôi. Cứ rượt, rượt, rượt cuộc hả? Trong hai tấm. À, con biết rồi. Rốt cuộc con ngựa có ba là con ngựa đầu tiên về tới mức phải không hả? Đúng vậy, do như vậy con ngựa mới được về nhớ. Về tới nơi rồi còn biết sao không? Sao? Lúc mà qua cân ngựa hả, ông huấn luyện viên nước ngoài nói với bà, cũng may là chú ăn được độ này thôi. Lần sau à, chú dứt khoát phải nghe chỉ thị sức lực của tôi. Nếu như không hả, cậu không ổn đâu. Khiến cho bà anh ai biết mày. Ba, nói thiệt nha, ba nghĩ con có chỗ nào cần thiết phải cải thiện không? Muốn sửa thì nhiều lắm. Điều cần nhớ ra là phải đua cho nhiều. Đua cho nhiều thì càng biết được cái khuyết điểm của mình ở chỗ nào. Biết được rồi à thì lập tức sửa, đúng không? Nhưng bây giờ có một điều phải lập tức sửa liền. Ngủ sớm dậy sớm, sáng mai con còn phải luyện ngựa đó. Trở xuống đi ngủ đi. Con muốn ở thêm một chút để con suy nghĩ lại độ người hôm nay cử con nào. Nhớ năm nào ba con ăn ngựa xong về tới nhà cũng suốt đêm không có ngủ được. Cứ ngồi suy ngẫm hoài. Qua tới sáng ngày hôm sau, luyện ngựa hả? Phá hết kỷ lục. Phải té ngựa 5 lần. Nếu con muốn lột thôi như bà vậy thì con cứ tự nhiên đi ha. Đừng đi ngủ. Thôi ba đi ngủ. Ba ngủ ngon. À, ngủ sớm, ngủ sớm. Cái thằng khốn kiếp này, báo hại tôi thua mấy chục ngàn đồng, còn tâm can đâu mà đi chơi. Bây giờ mấy giờ rồi còn chưa chịu về nữa. Anh Hào, em nghĩ anh Quân cũng không muốn gì đâu. Không muốn à? Không có nắm chắc 100% thì đừng có biểu tôi dốc hết sức chứ. Thì bởi vì đó ăn được bao nhiêu độ ngựa hết, bây giờ được một cái thua hết, con nghĩ coi cái sùng không. Còn sùng hơn khoai lang sùng nữa kìa. Thằng khốn kiếp này, sao lại nói chắc ăn như vậy? Mày biểu tao dốc hết sức ra, mày biết tao thua bao nhiêu tiền hay không? Tao thua mấy chục ngàn đồng đó, mày thiệt tệ quá đi à. Anh yên tâm, tiền của anh thua, anh dứt khoát ăn là gấp 10 lần cho anh. Nè, à, con mới nói đó nha. Quân Quân, anh đừng có uống nữa mà. Được, em uống cho anh. Ngọc à, không có liên quan tới em, tại anh buồn bực thôi. Em đâu cần phải làm vậy. Anh tưởng anh làm vậy, em sung sướng lắm sao? Dù anh có sung sướng hay không cũng được. Em đã nói là em phải chia sẻ với anh mà. Xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì với em. Nếu anh còn tự đày đọa mình, tự trách mình như vậy, chính anh mới có lỗi với anh. Thua một độ thôi, chỉ là chuyện bình thường. Tại sao anh lại không chịu nghĩ sao một chút, cố gắng hơn nữa? Được. Anh hứa gì? Anh sẽ cố gắng hết sức. Ngọc à,
Chỉ có mình em biết lo lắng cho anh thôi. Chào bác. Bác thì có ở đây. Còn kiếm tôi hả? Dạ phải. Cái gì vậy? Tôi cố tình tới đây để mà cảm ơn bác. Cảm ơn tôi? Kỳ rồi bác có dạy tôi coi cái con cào cào lớn đó mà. Bác nói là con này không có xong, nhưng mà ai cũng mua nó hết. Thằng em trai của tôi nó cũng mua nó nữa. Rốt cuộc lại thua. Cô gì muốn giúp em cô bỏ cờ bạc mà cô học quay ngựa hả? Hay lắm. Cô hay lắm. Cô có thể là người đầu tiên trong thiên hạ. Tôi không có giúp nó thì có ai giúp nó đây? Được, tôi thấy cô khổ nhọc quá. Được, bữa nay tôi dạy thêm cho cô biết nhiều điều nữa. Để tôi cùng nghiên cứu huyết thống của ngựa. Huyết thống? Đúng, huyết thống đó. Nè, người thì có sang hèn thân sang, ngựa thì cũng giống nhau thôi. Có loại ưu hạng, có loại thiết hạng mà. Nhưng mà loại mà ra đua ngựa đều là ưu hạng cả. Cô coi đi, cô thấy chưa? Còn ở trọng đó là con vua ngựa, còn cháu của Âu Ba Sì Kỳ, cổ ngoại là vua ngựa đua đường dài của Lan Đen Sì Kỳ. Hai ngựa này cũng đều có thuộc chất đó. Tôi hiểu rồi, có nghĩa là con cháu của vua ngựa đều là ngựa tốt. Cũng chưa hẳn đâu Còn một điều này cũng quan trọng lắm đó. Đó là cô đây. Hả? Tôi? Không, tôi không phải nói cô đâu. Tôi muốn nói ngựa cái cũng quan trọng lắm. Bất luận là ngựa xấu, ngựa tốt, ngoại trừ con ngựa đỏ ra, mẫu hệ phối hợp với con ngựa cái quan trọng lắm Bác nói ra là tôi hiểu rồi. Cũng như con của tôi vậy đó, nó giống tôi nhiều hơn chút, cho nên nó vừa đẹp trai vừa giỏi nữa. Nếu mà giống ông già của nó thì tệ chút rồi. Đúng vậy. Cho nên người với ngựa giống nhau thôi. Nếu như muốn quài huyết thống thì phải quài cả hai bọn mới được. Thôi được, con kể như tôi có gì với cô. Tôi tặng cô cuốn sách đâu có đem về nghiên cứu đi nè. Thì cô càng hiểu nhiều thêm nữa. Dạ được. Thế thôi. Chào. Được rồi, cô đứng đây chờ tôi nha. Tôi vừa lấy cuốn sách cho cô. Tiên sư Bá Lệ. Tôi nè, lão sách này nè. Tôi còn tưởng là... Con tưởng gì? Tôi còn tưởng là biết cấp huyết thống thì phải biên bằng bút lông hay là chữ cổ gì đó. Thì ra là sách anh văn. Ngựa bây giờ toàn bộ nhập cảng từ nước ngoài vậy đó mà. Còn muốn nghiên cứu huyết thống thì phải đọc sách anh văn. Cuốn sách này tặng của... Bữa bác không coi nữa hả? Tôi khỏi không coi nữa. Tất cả những gì trong đó nằm ở trong ốc rồi mà. Chà, bác thiệt là hay quá. Có gì hay đâu. Bác tên gì vậy hả bác? Cứ kêu tôi bằng Bác Tài đi. Bác Tài? Như vậy hồi trước bác làm nghề gì? Tóm lại bây giờ là tôi là ông từ của cái miễu Bá Lạc này. Thì ra ông chịu trách nhiệm coi về cái miễu này. Đúng vậy. Nè Bác Tài tại sao mấy cái ông phù ngựa phải thắp nhang ở đây rồi mới lên lầu vậy hả? Ông là tổ sư của giới đua ngựa chúng tôi đó mà. Người ta nói đi tàu đi ngựa hiểm ba phận. Cho nên người trong giới đua ngựa, chúng tôi thường hay tới đây là tổ sư phù hộ bình yên. Mày coi kỹ mày đi, mày làm được cái thứ gì đây chứ? Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tập ngựa phải theo ý của tao mà tập. Mỗi lần tập phải thời gian thật chính xác. Bây giờ chỗ này là quyền hành của tao, chứ không phải là mày. Mày tập như vậy thì có chừng chết con ngựa của tao. Nhưng mà ông Long là con ngựa. Ở đây mày có tư cách nói chuyện Còn trẻ thì mọi sự việc phải cẩn thận, phải học hỏi, chứ không phải làm hoài, phải nghe lời của người khác. Làm nài ngựa phải nghe lời của huấn luyện viên. Phải nghe lời của huấn luyện viên suốt cả cuộc đời của mày. Nếu không nghe cho dù mày cưỡi con ngựa biết bay đi nữa, cũng chẳng có được cái gì đâu. Mày nên nhớ rằng, từ nay mày có sống chết trong giới đua ngựa đều hoàn toàn nằm trong bàn tay của tao. Mày có rõ chưa? Dạ rõ.
上方你追赶我送世界中嘲笑不惊终要证实谁的证遥遥前路由我错不枉我一看哪会退缩如三方不会有无情口望